Xin chào quý vị, chào quý anh chị em yêu cây cảnh trên toàn quốc. Ngày mới kính chúc quý vị, quý anh chị em được nhiều sức khỏe, an lành, niềm vui trong cuộc sống. Và cũng video mới này, cũng vườn cây, cũng có vài video trên kênh. Và nhà vườn của hôm nay cũng chia sẻ với gửi đến quý vị, cùng quý anh chị em cũng một vài tác phẩm quý vị cùng quý anh chị em tham khảo và giao lưu cùng với nhà vườn. Rồi, đầu tiên chia sẻ cùng quý vị là chậu Hải Châu. Chậu Hải Châu này lùng lực nha quý vị. Rồi, xin báo cáo kích thước của chậu Hải Châu. Chiều cao là 54, đo bộ tầng dài là 110 phân, hoành eo là 93 phân, đứng trên chiếc chậu tròn đường kính là 70. Những hàng lùng lực bể rất là to quý vị. Qua thông số cũng như kích thước của cây, chậu Hải Châu này được báo giá tại vườn là 39 triệu. Quý chị yêu mến, có nhà ý thì hãy thông qua số điện thoại trên màn hình, gọi điện gặp trực tiếp, giao lưu với nhà vườn. Rồi, tiếp theo chia sẻ cùng quý vị là chậu sâm bông. Và cũng xin báo cáo kích thước của chậu sâm bông. Chiều cao tính từ mặt chậu lên ngọn là 30, bộ tàng dài là 79, đo hoành eo là 40, đứng trên chiếc chậu là 33 vuông. Đây là chậu tàu nha quý vị.
chi tiết hai mặt cho quý vị cùng xem. Trên dàn chi dâm tây cành, nhà vườn làm rất là kỹ đó quý vị. Rồi, cũng như qua thông số kích thước của cây và xin báo giá tại vườn chậu sam bông là 27 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Gọi điện gặp trực tiếp giao lưu với nhà vườn. Rồi, tiếp theo là chậu mini sam bông. Chậu này để bàn trà. Trang trí những cái không gian nhỏ hẹp bàn làm việc. Chậu sam bông này mang kiểu dáng là cụm rừng nhiều thân. Và kích thước chiều cao 30, bộ tàn cũng 30, quần eo là 38, đứt trên chiếc chậu tròn 28 đường kính. Đây cũng là chậu tàu quý vị. Chậu sam bông mini được báo giá tại vườn là 1,8 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Mini giờ để bàn rất đẹp quý vị. Rồi, tiếp theo là chậu khế. Chậu khế đang cho quả quý vị. Chậu khế này nó có một cái thân giót nở. Đây cũng tầm mini nhỏ gọn quý vị. Và kích thước chiều cao là 46. Bộ tàn dài cũng 46, đo sát quần bệ là 52. Đứng trên chiếc chậu tròn được kính 37. Chậu khế này được báo giá tại vườn là 1,9 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Cho được mấy quả đó quý vị, rất đẹp. Rồi, tiếp theo giới thiệu cùng quý vị là cũng một chậu me mini. Chậu này có đường thân quái quý vị, cũng tầm mini để bàn, rất là gọn. Và trang trí bằng trà, không gian nhỏ hẹp. Chậu me này có độ quái và rất là già quý vị. Đường thân đi đẹp. Bộ chi tàn cũng khá ổn định. Và kích thước chiều cao là 29, bộ tàng dài là 55, eo là 14. Chậu là 28. Chậu me mini này được báo giá tại vườn là 2,7 triệu.
quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình để sở hữu những tác phẩm mini để bàn và trang trí những không gian nhỏ hẹp. Rất đẹp quý vị. Rồi, tiếp theo là chậu dúi quái. Cũng tầm mini nhỏ gọn quý vị. Kích thước chiều cao là 50 và bộ tàn là dài 48, eo là 21. Đứng trên chậu 37 x 28. Chậu dúi quái này được báo giá tại vườn là 2,3 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình gọi điện giao lưu gặp trực tiếp với nhà vườn. Giống như một con lạc đà quý vị. Rất đẹp. Rồi, xin nhắc lại cùng quý vị. Chậu mini dúi quái này được báo giá tại vườn là 2,3 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình. Rồi, tiếp theo xin giới thiệu cùng quý vị, quý anh chị em một cây si đọt đỏ. Cây si đọt đỏ mini. Cây đã được nhà vườn nuôi ôm đá rất là lâu. Và nếu quý vị sở hữu gì mình trang trí trên những hòn non bộ, tức là cây nó đã đeo đá rất là chặt và tạo tác thay cành bên trên. Nó đeo rít đá rất chặt quý vị. Trên một bệ đi lên rất nhiều thân. Và xin báo giá tại vườn chậu si này là 1,5 triệu, tức là 1,5 triệu quý vị, là giá tại vườn. Rồi, xin nhắc lại cùng quý vị là chậu si mini này được báo giá tại vườn là 1,5 triệu. Quý vị hãy thông qua số điện thoại trên màn hình gọi điện gặp trực tiếp giao lưu với nhà vườn. Rồi, trước khi kết thúc cuốn video, chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất. Trân trọng kính chào quý vị.